lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì chẳng bao giờ thích xem hình tướng ngôn thuyết của sa môn bà la môn ngoại đạo các sa môn bà la môn ấy đối với pháp sở chi mà thật chi thật kiến hoặc có thể kiến lập pháp môn chánh kiến thì chắc chắn không có việc ấy này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất Thối chuyển thì đối với Pháp tỳ nại ra mà Phật đã dạy. Phát danh sự tin hiểu sâu sắc, quyết không nghi hoặc không chấp thủ giới cấm chẳng rơi vào tà kiến chẳng chấp vào các điểm tốt của thế tục cho là thanh tịnh không bao giờ lễ kính các thiên thần như các sự thờ cúng của thế gian ngoại đạo cũng chẳng bao giờ dùng các loại tràng hoa hương bột y phục anh lạc tràng phan bảo cái kỹ nhạc đèn đuốc cúng dường thiên thần và các ngoại đạo này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì chẳng sanh vào trong địa ngục bàng sanh quỷ giới A Tố Lạc, cũng chẳng sanh vào dòng dõi ti tiện như là Chiên Đồ La, Bổ Yết Ta, vân vân cũng chẳng bao giờ thọ sanh huỳnh môn, vô hình, nhị hình, và thân nữ nhân cũng chẳng bao giờ thọ thân bị đuôi điếc công ngọng, tay chân co quắp, hủi lác, lùn xấu, cũng chẳng bao giờ sanh vào chốn không có thì giờ rảnh. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì thường ưa thọ trì mười thiện nghiệp đạo, tự xa lìa việc giết hại sanh mạng, cũng khuyên người khác xa lìa việc giết hại sanh mạng, thường xuyên chính thức tuyên dương phép xa lìa việc giết hại sanh mạng, hoan hỉ khen ngợi người xa lìa việc giết hại sanh mạng tự xa lìa việc không cho mà lấy cũng khuyên người khác xa lìa việc không cho mà lấy thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa việc không cho mà lấy hoan hỉ khen ngợi người xa lìa việc không cho mà lấy tự xa lìa dâm dục tà hạnh cũng khuyên người khác xa lìa dâm dục tà hạnh thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa dâm dục tà hạnh hoan hỉ khen ngợi người xa lìa dâm dục tà hạnh tự xa lìa lời nói hư dối cũng khuyên người khác xa lìa lời nói hư dối thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói hư dối hoan hỉ khen ngợi người xa lìa lời nói hư dối tự xa lìa lời nói thôi ác cũng khuyên người khác xa lìa lời nói thôi ác thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói thôi ác hoan hỉ khen ngợi người xa lìa lời nói thôi ác tự xa lìa lời nói chia rẽ cũng khuyên người khác xa lìa lời nói chia rẽ thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói chia rẽ hoan hỉ khen ngợi người xa lìa lời nói chia rẽ tự xa lìa lời nói hỗn tạp cũng khuyên người khác xa lìa lời nói hỗn tạp thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói hỗn tạp hoan hỉ khen ngợi người xa lìa lời nói hỗn tạp tự xa lìa tham dục cũng khuyên người khác xa lìa tham dục thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa tham dục hoan hỉ khen ngợi người xa lìa tham dục